Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình hôm nay. Luật nhà ở và việc bán nhà cho người nước ngoài sẽ được đưa ra thảo luận và thông qua tại kỳ họp Quốc hội kỳ này. Tăng cường hợp tác Việt-Lào góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Khám phá nét độc đáo của nghệ thuật sơn mài Việt Nam tại London. Trong phần đầu của chương trình là thông tin về việc các nạn nhân người Việt trong vụ máy bay MH17 bị bắn rơi vào tháng 7 vừa qua. Theo người nhà chị Nguyễn Ngọc Minh là nạn nhân của vụ máy bay MH17 cho hay, trong ngày 5 tháng 11, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan sẽ hoàn tất mọi thủ tục để đưa thi thể của chị cùng hai con về nước bằng máy bay. Theo lịch trình gia đình nhận được, ngày 12 tháng 11 chuyến bay bắt đầu từ Hà Lan về Malaysia. Thi thể ba mẹ con sẽ được hãng hàng không nước này đưa về Việt Nam ngay sau đó. Một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao xác nhận, ngày 13 tháng 11 sẽ có lễ đón trang trọng đối với ba nạn nhân người Việt thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc này. Trước đó, ngày 9 tháng 10, các chuyên gia của Hà Lan thông báo hoàn tất việc nhận dạng ba nạn nhân người Việt Nam trên chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines. Chiếc máy bay này bị bắn hạ ở miền đông Ukraine vào ngày 17 tháng 7 năm 2014, khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng. Ba nạn nhân người Việt Nam gồm chị Nguyễn Ngọc Minh, 37 tuổi, và hai con là Đặng Minh Châu, 17 tuổi, và Đặng Quốc Duy, 13 tuổi. Chuyển sang các thông tin hoạt động của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc. Ngày 4 tháng 11 vừa qua, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Cộng hòa Séc đã diễn ra hội nghị Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Séc nhiệm kỳ 2012-2016 nhằm kiện toàn tổ chức và thảo luận chương trình hoạt động của hội trong thời gian tới. Hội nghị đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014-2016, trong đó ông Hoàng Đình Thắng được bầu lại làm Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Séc. Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận các biện pháp khắc phục những vấn đề nổi cộm liên quan đến cộng đồng người Việt Nam tại Séc. Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Séc Trương Mạnh Sơn nhấn mạnh, Hội người Việt Nam và các chi hội ở địa phương đã thực sự trở thành niềm tin yêu, chỗ dựa của bà con trong cuộc sống hàng ngày, đáp ứng được nhu cầu của bà con. Các phong trào của các hội đoàn ngày càng có sức lan tỏa, cuốn hút không chỉ đối với cộng đồng người Việt Nam tại Séc mà cả khu vực Đông Âu. Thưa quý vị và các bạn, sắp tới đây, người nước ngoài sẽ có thể sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Vấn đề này nằm trong dự án luật nhà ở sửa đổi sẽ được Quốc hội thảo luận và thông qua tại kỳ họp thứ 8 lần này. Vậy tại sao luật lại đề cập vấn đề này? Ý kiến của đại biểu Quốc hội ra sao? Phóng sự sau sẽ cho biết thêm chi tiết. Theo ban soạn thảo, việc cho phép bán nhà ở cho người nước ngoài vừa thể hiện xu hướng hội nhập của nền kinh tế ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới, đồng thời cũng giúp kích cầu thị trường bất động sản. Cái việc mở thị trường nhà ở cho người nước ngoài thì nó đáp ứng nhiều cái mục tiêu. Trước hết là để phát triển kinh tế. Và nếu phát triển kinh tế được thì chúng ta mới giải quyết được các vấn đề xã hội. Đấy. Bởi vì người nước ngoài vào mua nhà ở Việt Nam thì đây chính là một cái kênh đầu tư của người nước ngoài ở Việt Nam. Và chúng ta chính là xuất khẩu tại chỗ một cái sản phẩm mà chúng ta có khả năng làm được. Và cái thông lệ quốc tế thì cái việc mà nhiều nước thì họ đã là cho mở cửa cho người nước ngoài mua nhà. Thực tế, việc cho phép tổ chức cá nhân nước ngoài mua nhà tại Việt Nam không phải là chuyện mới. Tháng 6 năm 2008, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 19 về thí điểm cho các tổ chức cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Nhưng sau hơn 5 năm thực hiện, mới có 750 Việt kiều và cá nhân nước ngoài được cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở tại Việt Nam và 80% trong số các cá nhân nước ngoài mua nhà đã kết hôn với công dân Việt Nam. Con số này hầu như không đem lại tác động tích cực đến thị trường như kỳ vọng. Và dĩ nhiên, không có nguồn lực lớn nào xuất hiện để kích cầu thị trường. Các đại biểu Quốc hội, những người sẽ thảo luận về vấn đề này trước khi thông qua luật, đánh giá cao dự thảo luật. Bây giờ là mình bán là còn hơi chậm,
Bởi vì sự thật là cái căn hộ chứ nó không phải là một cái vùng đất gì cả, đúng không? Nó chỉ là một cái căn hộ mà cho những cái người ta ở nước ngoài, đặc biệt là cái vấn đề này là ở nước ngoài nó rất là phổ biến, thậm chí người Việt Nam mình có tiền sang mua hẳn những cái trang trại lớn, kể cả một thị trấn của nước ngoài họ cũng vẫn bán mà. Có bán nhưng mà phải trước tiên ấy là phải phục vụ, ví dụ như những cái người mà người ta có công ăn việc làm ổn định ở đây. Lợi ích của việc mở rộng đã được chứng minh, sự tán thành, ủng hộ của tất cả các giới, các nhà làm chính sách, các chuyên gia kinh tế, các doanh nghiệp và đại biểu Quốc hội. Thị trường đang trông đợi quy định mở quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức cá nhân nước ngoài, và đặc biệt là quy định mang tính đột phá. Các cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh có quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam sẽ sớm được Quốc hội thông qua, đem lại sinh khí mới cho thị trường bất động sản và nền kinh tế. Sáng ngày 5 tháng 11 vừa qua, hãng Jet Airways của Ấn Độ đã chính thức khai trương đường bay trực tiếp từ thủ đô New Delhi và trung tâm tài chính Mumbai tới thành phố Hồ Chí Minh, triển khai thực hiện kế hoạch liên doanh giữa hãng với Vietnam Airlines vừa được ký ngày 28 tháng 10 năm 2014 nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới Ấn Độ. Theo lịch trình, Jet Airways khai thác tuyến bay trực tiếp tới thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, máy bay Boeing 737 của hãng cất cánh hàng ngày tại New Delhi vào lúc 9 giờ 10 phút sáng và từ Mumbai từ 7 giờ 50 phút sáng. Sau đó, quá cảnh tại Bangkok, Thái Lan 1 giờ để hành khách đi máy bay từ Mumbai chuyển sang máy bay xuất phát từ New Delhi và bay tới thành phố Hồ Chí Minh. Hạ cánh vào lúc 17 giờ 15 phút. Trên tuyến bay theo chiều ngược lại, máy bay sẽ cất cánh tại thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 18 giờ 15 phút. Hạ cánh tại New Delhi vào lúc 23 giờ 55 phút cùng ngày và tới Mumbai vào lúc 0 giờ 35 phút sáng ngày hôm sau. Đường bay trực tiếp sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Thưa quý vị và các bạn, Mặt trận Tổ quốc hai nước Lào và Việt Nam các cấp tại 10 tỉnh có đường biên giới chung sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, góp phần xây dựng, duy trì đường biên giới hòa bình, ổn định và hữu nghị. Đây là nội dung chính được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước nhất trí thông qua tại Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam-Lào giai đoạn 2014-2016 vừa diễn ra tại tỉnh Khăm Muộn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định tinh thần của Hội nghị xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị ký năm 2012 tại Thừa Thiên Huế đã góp phần thiết thực vào sự ổn định và phát triển của các tỉnh có chung đường biên giới giữa hai nước Việt Nam và Lào. Việc phối hợp vận động nhân dân các địa phương đoàn kết, hợp tác giúp đỡ nhau về mọi mặt, giữ gìn an ninh trật tự, cùng nhau xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị Việt Nam-Lào đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua phát biểu hôm nay thì chúng tôi thấy ở cơ sở cũng diễn ra rất là phong phú. Theo cái yêu cầu của các tỉnh ủy và hội đồng nhân dân cũng như ủy ban nhân dân các địa phương thì những cái cam kết này đã thực hiện ở những cái tỉnh biên giới, mà cụ thể là 10 tỉnh sáng nay đã có phát biểu, như là Sơn La làm rất là mạnh về những cái cam kết giữa hai bên để thực hiện. Rồi ở Thanh Hóa, một số địa phương khác đã có những cái kết quả bằng con số cụ thể, như vấn đề giúp đỡ cho bà con về xây dựng ở hai bên những cái ngôi nhà đại đoàn kết, những cái ngôi nhà để mà xóa cái việc nhà dột nát để có cái đời sống là tốt hơn. Các đại biểu cho rằng với hơn 2.000 km đường biên giới đi qua 10 tỉnh của hai nước, bên cạnh những thuận lợi, việc hợp tác giữ gìn đường biên giới hòa bình hữu nghị cũng gặp không ít khó khăn. Vì vậy, hai bên đã nhất trí cần thực hiện tốt hơn nữa việc tổ chức kết nghĩa giữa các đơn vị, thôn bản, xã phường, huyện và các tỉnh hai bên đường biên giới, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, cùng nhau giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh thường ngày tại các cơ sở vùng biên giới. Những hội nghị như thế này rất quan trọng. Chúng ta cần phải làm thế nào đấy để nâng cao các hoạt động sao cho hiệu quả, thiết thực hơn. Muốn vậy thì chúng ta cần phải có những nội dung hành động thiết thực và cụ thể hơn nữa, trong đó phải đẩy mạnh các biện pháp thực hiện sao cho có hiệu quả. Chúng ta phải cùng nhau thảo luận, nghiên cứu các biện pháp tốt nhất nhằm triển khai đến từng người dân tại các địa phương có chung đường biên giới, trong đó lưu ý đến công tác tuyên truyền giáo dục nhân dân vùng biên giới hai nước, giải quyết vấn đề khó khăn, xóa đói giảm nghèo. Sau 2 ngày hội nghị, hai bên đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị Việt Nam Lào giai đoạn 2014-2016, trong đó đẩy mạnh việc chăm lo phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát hiện ngăn chặn kịp thời những âm mưu hành động phá hoại, gây mất ổn định vùng biên giới và tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
hai bên nhất trí sẽ tổ chức hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị Việt Nam-Lào năm 2016 sẽ tổ chức tại Việt Nam. Một tin vui về giáo dục khi hai ngành đại học đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn đào tạo quốc tế ABET của Mỹ sau khi vượt qua đợt kiểm tra chất lượng. Hai ngành này là khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính của Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. ABET là tổ chức kiểm định chất lượng đào tạo có uy tín trong cộng đồng quốc tế. Hiện tổ chức này đã cấp chứng chỉ kiểm định cho chương trình đào tạo của gần 700 trường đại học ở 24 nước trên thế giới. Trong đó có nhiều trường nổi tiếng như Harvard, MIT. Với chuẩn ABET, các kỹ sư tốt nghiệp từ hai ngành này sẽ được công nhận ngành nghề ở tầm quốc tế mà còn được mở ra con đường làm việc, trao đổi bình đẳng và trở thành nhà lãnh đạo của doanh nghiệp trong tương lai. Tại hội chợ du lịch thế giới WTM 2014 đang diễn ra ở thủ đô London của Anh, gian hàng Việt Nam năm nay nhộn nhịp hơn với sự tham gia của Tổng cục Du lịch, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn của Việt Nam và các địa phương có thế mạnh du lịch trên cả nước. Tất cả các đơn vị tham gia trong gian hàng Việt Nam đều đưa ra những sản phẩm dịch vụ mới hấp dẫn những khách hàng đến từ châu Âu. Các địa phương và doanh nghiệp lữ hành của Việt Nam đều đang có những sản phẩm và dịch vụ mới như chương trình khám phá hang Sơn Đòn, Quảng Bình, tham quan công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn, trải nghiệm di sản thế giới Vịnh Hạ Long bằng thủy phi cơ, hứa hẹn sẽ là những sản phẩm hấp dẫn với du khách châu Âu. Hiện châu Âu là thị trường lớn thứ 3, song hiện mới chỉ chiếm 14% tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam tại Vương quốc Anh, triển lãm tranh sơn mài và sản phẩm thủ công mỹ nghệ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland tổ chức đã khai mạc vào ngày 3 tháng 11 tại thủ đô London. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn và Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland Nguyễn Văn Thảo đã cắt băng khai mạc triển lãm nhằm giới thiệu bộ sưu tập tranh sơn mài đặc sắc và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ với công chúng London. Đây là dịp để bà con kiều bào, du học sinh, bạn bè Anh và quốc tế khám phá những nét độc đáo của nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam với hơn 80 tác phẩm của nhiều thế hệ họa sĩ. Sơn mài được coi là một trong những chất liệu hội họa độc đáo của Việt Nam. Nhiều thế hệ họa sĩ Việt Nam nối tiếp nhau vẫn luôn tìm cách khai thác các thế mạnh của chất liệu. Đến với triển lãm, bạn bè quốc tế được khám phá và trải nghiệm để thêm yêu nghệ thuật tranh sơn mài và thủ công mỹ nghệ của Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Triển lãm tranh sơn mài và sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam kéo dài đến hết ngày 8 tháng 11 năm 2014. Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên mở quan hệ ngoại giao với Việt Nam 45 năm trước, ngày 11 tháng 1 năm 1969. Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thụy Điển-Việt Nam, sáng ngày 5 tháng 11, tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Thụy Điển đã tổ chức họp báo giới thiệu những hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, giáo dục giữa hai nước sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10 tháng 11 đến 30 tháng 11. Trong thời gian này, người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tham quan triển lãm sáng tạo Thụy Điển diễn ra tại Đại học Hoa Sen. Bên cạnh đó, 4 hội thảo doanh nghiệp sẽ diễn ra liên quan đến giao thông bền vững, công nghệ sạch, truyền thông sáng tạo và giảm nhẹ thiên tai một cách sáng tạo, cùng với một cuộc thi ảnh về những sáng tạo của Thụy Điển qua lăng kính Việt Nam. Công chúng thành phố Hồ Chí Minh còn được thưởng thức liên hoan phim Thụy Điển và tham gia các sự kiện văn hóa khác như lunch break ăn trưa kết hợp với nhảy, liên hoan âm nhạc và thi đấu trò chơi điện tử. Hơn 20 bài hát dân gian Belarus đã được các nghệ sĩ của dàn nhạc dân tộc Hàn Lâm quốc gia Zhinovik và đoàn nghệ thuật Belarusia Pesniari biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối ngày 4 tháng 11. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của những ngày văn hóa Belarus tại Việt Nam. 24 nghệ sĩ thuộc dàn nhạc dân tộc Zhinovik đã biểu diễn các bản nhạc dân gian truyền thống và các tác phẩm cổ điển của các nhà soạn nhạc Nga và đương đại. Các tác phẩm được chỉnh lý theo phong cách hiện đại đã thực sự khuấy động khán phòng và đem đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Trong suốt 45 năm qua, đoàn Pesniari đã làm hài lòng công chúng yêu nhạc tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có nhiều ca khúc đã lọt vào kho tàng nền âm nhạc đại chúng thế giới. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình theo địa chỉ website VTV4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.